Thi Nhung. Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin cho hay Việt Nam có tỷ lệ rửa tiền cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng. Hôm 17 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền ở mức trung bình cao trong các lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm. Truyền thông Việt Nam trích báo của Ngân hàng Nhà nước cho biết rủi ro rửa tiền cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo ở trong nước. Trang VN Economy dẫn báo cáo cho biết lĩnh vực ngân hàng đang có nguy cơ rửa tiền cao nhất với gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Trong báo cáo thường niên vào năm 2018 về chiến lược phòng chống ma túy quốc tế phổ biến vào tháng 3 năm 2019, các nguồn tiền bẩn ở Việt Nam bao gồm tham nhũng công, lừa đảo, chơi game, mại dâm, hàng giả, buôn người, ma túy, buôn động vật hoang dã và hàng liên quan. Trong tháng 11 năm 2018, Việt Nam đã khởi tố 90 bị can bị cáo buộc các tội hình sự liên quan đến cá cược phi pháp trên mạng và kết án hầu hết những người này, trong đó có 4 người với tội danh rửa tiền. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đây là vụ khởi tố hình sự rửa tiền thứ hai ở Việt Nam sau vụ Giang Kim Đạt ở công ty Vinashin, Vinashin Life vào năm 2017. Băng đảng lừa phụ nữ đưa vào các động bán dâm vừa mới bị bắt. Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 5 năm nay, Cảnh sát thành phố Sài Gòn cho biết đã khởi tố Mai Ngọc Lượng, 38 tuổi, Trịnh Đức Hùng, 41 tuổi, về tội bắt giữ người trái pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tạm giữ 3 người khác để điều tra nhiều vi phạm. Đây là các thành viên trong một đường dây chuyên lừa bán phụ nữ vào các cơ sở massage, cà phê mại dâm ở nhiều tỉnh thành như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Được biết từ tin tố giác của người dân tại một cơ sở massage trên đường Nguyễn Ảnh Thủ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, đang giam giữ một cô gái do cô này chống cự, không tiếp khách nên đã bị chủ cơ sở massage giam giữ và gọi điện yêu cầu gia đình mang tiền đến chuộc. Vào ngày 6 tháng 5, khi người nhà của cô gái tới quán gặp ông Mai Ngọc Lượng là nhân viên cơ sở massage giao 8 triệu đồng tiền chuộc, thì công an đã ập vào bắt quả tang và đưa ông này cùng với nhiều người trong quán massage về cơ quan để điều tra. Bước đầu các nghi phạm khai nhận, đường dây lừa bán phụ nữ này hoạt động từ năm 2018. Để tuyển người, chúng cho đăng trên mạng xã hội thông tin tuyển dụng, việc nhẹ, lương cao. Tin lời hứa hẹn, hàng trăm cô gái đã bị bán vào các cơ sở massage và mại dâm. Mang thai trước tuổi vị thành niên ở Việt Nam đang tăng cao. Kết quả nghiên cứu do các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Việt Nam tiến hành trong 2 năm 2017 và 2018 cho thấy tình trạng đáng báo động về trẻ vị thành niên mang thai, trong đó là những em gái trong độ tuổi 10 đến 13, tức là trước vị thành niên. Đây là vấn nạn gia đình và xã hội, đặc biệt vào khi nhiều vụ án xâm hại tình dục thiếu nhi đã và đang bị phanh phui trong thời gian qua tại Việt Nam. Theo số liệu từ cụm nghiên cứu được công bố trên các báo, trong 2 năm 2017 và 2018, bệnh viện tiếp nhận gần 22.000 sản phụ mỗi năm. Trong số này, tỷ lệ vị thành niên mang thai trong cả 2 năm là 0,5%. Các thai phụ vị thành niên đến bệnh viện trong 2 năm qua, đa phần là sinh viên học sinh, không ít còn lại làm nghề tự do và một số khác chưa có chồng. Đây là những đối tượng gặp nhiều khó khăn và áp lực khi mang thai cũng như lúc sinh nở. Còn chuyện tiền vị thành niên mang thai trong độ 13 tuổi đã được các bác sĩ xem là đáng lưu ý vì nó liên quan đến cả vấn đề xã hội khác là tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em đang được đề cập đến lâu nay. Nổ lò than ở Quảng Ninh. Thưa quý vị, một nhóm công nhân thuộc công ty than Hạ Long ở thành phố Cẩm Phả khi đang làm việc dưới hầm lò thì đã xảy ra vụ nổ khí mê tan khiến cho 2 người tử vong, 3 người khác bị trọng thương. Khoảng 5 giờ 40 phút sáng ngày 18 tháng 5 năm nay, tại phân xưởng khai thác 6 thuộc khu vực Hà Ráng, công ty than Hạ Long ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ cháy lò làm cho 5 công nhân gặp nạn. Tin cho biết trước đó, vào K3 của ngày 17 tháng 5, Phó Quản đốc trực ca giao cho nhóm công nhân 6 người và một lò trưởng vào thu hồi than lò dọc. Đến thời điểm trên thì xảy ra cháy lò dọc khiến cho 2 người bị thiệt mạng, 3 người khác bị thương, 2 người khác may mắn thoát nạn. Tai nạn lao động tại các công ty khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh hầu như năm nào cũng đều xảy ra. Quan ngại hàng đầu của người Việt về nạn tham nhũng, an toàn thực phẩm, ô nhiễm. Lo lắng lớn nhất của người dân Việt Nam đó là an toàn thực phẩm, ô nhiễm và tham nhũng, theo một khảo sát mới nhất.
Khảo sát này cũng cho thấy chính phủ Cộng sản Việt Nam chưa hành động đủ về những vấn đề này. An toàn thực phẩm đứng đầu danh sách 13 mối quan ngại với 86% những người được vấn ý đề cập đến trong một nghiên cứu ý kiến công chúng do Công ty Nghiên cứu Thị trường Indochina Research Việt Nam thực hiện hồi cuối tháng 4. Cùng nằm trong mối quan ngại hàng đầu đó là giáo dục và y tế. Những người thực hiện thăm dò gọi đây là điều ngạc nhiên và thú vị khi mà những kết quả này cũng giống hệt những quan ngại lớn nhất của người Việt trong cuộc thăm dò 2 năm trước. Tuy người dân trên cả nước xem không khí là nguy cơ ngày càng tăng, người dân Việt Nam không thể chấp nhận việc các doanh nghiệp kiếm tiền bằng cách làm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Green Invest Asia cho thấy an toàn thực phẩm là một vấn đề lo lắng ở Việt Nam nhiều hơn ở Indonesia, Philippines và Singapore. Hàng trăm tấn cá chết trên sông La Ngà, người dân Sài Gòn lo nước bị nhiễm độc. Bản tin về hàng trăm tấn cá nuôi trong lồng bè trên sông La Ngà ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã bị chết chỉ sau một đêm, khiến cho nhiều người dân lo ngại về nước máy bị nhiễm độc. Do đây cũng là nguồn nước chảy vào hồ Trị An, nơi cung cấp nước sạch cho thành phố Sài Gòn. Vào hôm 18 tháng 5, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị tỉnh Đồng Nai truy tìm nguồn thải ra sông để tìm nguyên nhân cá chết trắng sông La Ngà trong thời gian qua. Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường điều tra vụ cá chết hàng loạt trên sông La Ngà. Chi cục Thủy sản Đồng Nai đã lấy các mẫu cá chết để gửi phân tích và hiện đang chờ kết quả để làm rõ nguyên nhân. Trong khi nguyên nhân khiến cho hàng trăm tấn cá chết chưa được công bố, người dân ở thành phố Sài Gòn lại càng lo lắng thêm trước việc báo chí nhà nước đưa tin thiếu trách nhiệm như vậy. Thưa quý vị, Đồng Nai bắt hơn 4 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch phi châu. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai đã tiêu hủy hơn 4 tấn thịt bị dịch tả heo phi châu tại một kho đông lạnh ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom để bán cho người tiêu thụ. Ngày 18 tháng 5 năm nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng hữu trách huyện Trảng Bom mang tiêu hủy hơn 4 tấn thịt dương tính với dịch tả heo phi châu trong kho lạnh của công ty thực phẩm Linh Trang ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Thùy Trang làm giám đốc. Trước đó, hôm 15 tháng 5, Chi cục Thú y vùng 6 có kết quả xét nghiệm mẫu thịt tại công ty của bà Trang, phát hiện dương tính với virus dịch tả heo phi châu, nhưng không phát hiện thịt heo tồn tự trữ ở trong nhà. Sau đó, đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Thảo, 80 tuổi, mẹ ruột của bà Trang, phát hiện trong kho bên hông nhà có 16 tủ đông lạnh và một thùng xốp chứa thịt heo đóng thành tảng rất cứng và dính chặt nhau. Thịt được sắc thành từng mảng, nặng 8-10 kg, trong đó nhiều tảng thịt đã đổi màu và bốc mùi. Đồng Nai được xem là thủ phủ heo của Việt Nam với tổng số trên 2 triệu con, cung cấp hơn 45% lượng thịt cho thị trường Sài Gòn. Mới đây, Đồng Nai đã phát hiện 5 ổ dịch ở 5 xã thuộc 3 huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Nắng nóng kỷ lục khắp Bắc và Trung Bộ của Việt Nam. Các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày qua có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 35 cho đến 37 độ. Một số nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và vùng núi của các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ. Nắng nóng cũng lan tới Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ban ngày, nền nhiệt từ 34 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ chiều và tối ngày 19 cho đến 20 tháng 5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và có khả năng cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiều khả năng từ ngày 20 tháng 5 trở đi, nắng nóng ở Bắc Bộ cũng như ở các tỉnh Bắc miền Trung thuộc khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nắng nóng sẽ chấm dứt. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 21 tháng 5 trở đi, nắng nóng sẽ chấm dứt. Thưa quý vị, nhiều nhà bán lẻ lớn rút khỏi thị trường Việt Nam. Đại diện Auchan Retail, chuỗi siêu thị của Pháp vừa chia sẻ về quyết định bán 18 cửa hàng tại Việt Nam. Mảng kinh doanh của họ tại thị trường này đã đạt doanh thu 45 triệu euro vào năm ngoái và vẫn đang thua lỗ. Auchan vào Việt Nam từ năm 2015 và hiện có 18 siêu thị tại Hà Nội, Sài Gòn và Tây Ninh. Trong báo cáo thường niên vào năm ngoái, Việt Nam là một trong hai nơi được nhắc đến là hai thị trường chưa có lợi nhuận cho Auchan. Đầu năm 2018, trung tâm thương mại cuối cùng của Parkson cũng tuyên bố đóng cửa, đánh dấu sự rút lui khỏi Việt Nam của tập đoàn đến từ Malaysia. Là đơn vị trực thuộc Parkson Holdings Berhad, công ty thành viên của tập đoàn Lion,
Parsons gia nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 2005 và trở thành một trong những nhà phát triển mặt bằng bán lẻ hàng hiệu đầu tiên. Trong khi đó, Metro có mặt tại thị trường Việt Nam năm 2002 với lĩnh vực kinh doanh bán sỉ. Và trước khi chuyển nhượng, Metro có 19 trung tâm thương mại tại 14 tỉnh thành. Tình hình kinh doanh không tốt dẫn đến sự ra đi của Metro Cash và Carry. Sau khi được bán lại cho đối tác Thái Lan, thương hiệu này cũng biến mất khỏi thị trường. Chủ đầu tư mới cũng đổi tên hệ thống thành MM Mega Market. Môi trường biển Việt Nam sau khi Formosa hoạt động trở lại vào năm 2017 không được cải thiện. Thưa quý vị, cá tiếp tục chết ở các tỉnh ven biển miền Trung, trong khi giới hữu trách không quản lý được hàng triệu tấn chất thải độc hại của Formosa mỗi năm. Sự việc mới đây nhất xảy ra vào hôm 10 tháng 5. Xác cá chết trôi dạt vào bờ biển thành phố Đà Nẵng, kéo dài tới hơn 1 km và bốc mùi hôi thối. Cá chết nhiều nhất là tại cửa xã Phú Lộc với số lượng lên đến vài trăm kg. Ngoài ra, người dân cũng phát hiện nước biển đổi màu và sủi bọt bất thường. Vào hôm 11 tháng 5, cá heo trắng đầu đàn cùng với cả đàn ngàn con dạt vào bờ biển Vũng Áng ở Hà Tĩnh, nơi gần nhà máy Formosa. Thông tin này được đăng tải trên báo trong nước nhưng sau đó đã bị gỡ xuống. Sau các vụ cá chết, giới hữu trách địa phương thường cho hay là đã lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có kết quả nào được công bố chính thức và công khai. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thiện Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.